ngày 4 tháng 9, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và trao các quyết định. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm Trung tướng Tô Ân Sô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Trợ lý Tổng Bí thư và phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư. Bổ nhiệm Đại tá Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Trợ lý Tổng Bí thư. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bổ nhiệm Thiếu tá Đinh Tiến Hải, Phó Cục trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Thư ký Tổng Bí thư.